Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Ra tay hay trùng tay, Tô chỉ có 20 tháng để giải quyết sếp tổng. Đã đánh gục Võ Văn Thưởng thì xem như Tô Lâm đã lỡ leo lưng cọp, bởi đã thể hiện ý đồ tạo phản, nên Tô Lâm cũng khích cho các nhóm lợi ích khác phản kháng chống lại ông để bảo vệ quyền lợi cho chính họ. Bởi hành động của Tô Lâm đã khiến họ thấy bị đe dọa. Ghế chủ tịch nước đã trống, vấn đề là ông Tô Lâm có ngồi lên hay lại lo sợ không an toàn như cách đây một năm. Hiện nay, ông Tô Lâm muốn ngồi ghế này nhưng phải kèm thêm điều kiện là sắp xếp cho đàn em của ông vào các vị trí bọc lót cho ông để ông được an toàn. Tuy nhiên, ông Tô có được như ý hay không thì phải xem vận may của ông. Những phản ứng của nhóm Nghệ An Hà Tĩnh có thể dự đoán, nhưng bên kia thì phản ứng thế nào phải đợi xem. Liệu ông Tô Lâm có giải quyết được ông Nguyễn Phú Trọng trong vòng 20 tháng hay không? Trước khi thực hiện kế hoạch tạo phản, Tô Lâm đã đích thân đi Trung Quốc, ngay sau chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Mỹ. Gần đây, ông Tô Lâm cũng gặp Thứ trưởng Bộ Công an Trung Quốc trong chuyến thăm Việt Nam. Cả đối nội lẫn đối ngoại đều đã được chuẩn bị kỹ càng. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã hết thời và đã đến lúc cần có người thay thế. Nhưng chính trường Việt Nam đang quá rối ren, ngay trong phe lò cũng tách ra làm hai, phe làm phản và phe bảo hoàng. Thậm chí phe bảo hoàng cũng chỉ bảo vệ ông Tổng trên danh nghĩa. Chủ yếu, những người này chỉ bảo vệ quyền lợi của họ. Nhóm Nghệ An này tìm cách nhảy vào chặn đứng tham vọng của nhóm Tô Lâm cũng vì lợi ích của nhóm này, chứ chẳng phải vì ông Tổng. Như vậy, để đoạt được ghế Tổng Bí Thư, thì ông Tô Lâm phải tính tới nước cờ hạn chế sức mạnh của phe Nghệ An. Đây là việc không dễ làm bởi nhóm Nghệ An có số lượng nhiều hơn trong bộ chính trị. Từ nay đến đại hội 14 còn khoảng 20 tháng nữa, trong thời gian này, ông Tô Lâm phải tìm mọi cách giải quyết cho được vị trí Tổng Bí Thư. Có thể nói trong giai đoạn này, ai lên được ghế Tổng Bí Thư thì người đó nghiễm nhiên sẽ là người kế nhiệm ở đại hội 14. Cho nên, nói thẳng ra, đây là đảo chính ngầm. Tình hình sức khỏe của ông Trọng không ổn. Có nguồn tin cho biết ông vẫn thường xuyên đến bệnh viện 108 để kiểm tra máu và điều trị. Có vẻ như ông Trọng sắp đi về với các tiền bối cộng sản của ông. Thế nhưng, bao giờ ông đi thì chẳng ai biết. Không ai trong nhóm tranh ghế mong ông Tổng đi sớm bằng Tô Lâm. Bởi nếu ông Tổng ra đi lúc này, sẽ để lại một khoảng trống quyền lực rất lớn, đem lại lợi thế cho Tô Lâm. Bởi lúc này có sức mạnh thì sẽ thắng. Còn nếu ông Trọng mà lết được đến hết nhiệm kỳ thì sẽ bất lợi cho Tô Lâm. Bởi lúc này, Tổng Bí Thư mới đã được bầu theo sự giới thiệu của Tổng Trọng. Chia chác ghế đã xong. Bằng việc ra mặt tạo phản sớm, ông Tô Lâm khó có hy vọng được ông Trọng giới thiệu. Tham quyền cố vị, ông Trọng đã làm cho Tô Lâm mất hết kiên nhẫn. Từ nay đến hết nhiệm kỳ còn khoảng 3 hội nghị trung ương nữa nếu không phát sinh thêm cuộc họp bất thường. Đây đều là những trận kịch chiến nảy lửa để giành ghế. Chỉ còn khoảng 20 tháng nữa có thể các đồng chí sẽ thuốc nhau để loại đối thủ ra khỏi vòng chiến đấu. Chưa biết ai là nạn nhân của ai. Với đỉnh cao quyền lực sẽ không còn tình đồng chí đồng đội gì nữa. Ông Karl Marx từng nói, lợi nhuận mà thích đáng thì tư bản trở nên can đảm. Lợi nhuận mà đảm bảo được 10% thì người ta có thể thấy tư bản ở khắp nơi. Đảm bảo được 20% thì nó hăng máu lên. Đảm bảo được 50% thì nó sẽ táo bạo không biết sợ gì. Đảm bảo được 100% thì nó chà đạp lên tất cả mọi luật lệ của loài người. Đảm bảo được 300% thì nó chẳng từ một tội ác nào mà không dám phạm, thậm chí bị treo cổ cũng không sợ. Không biết ghế Tổng Bí Thư sẽ mang lại lợi nhuận bao nhiêu phần trăm? Chắc chắn là hơn con số 300% rất nhiều. Bởi chẳng cần bỏ đồng vốn nào mà cũng có thể hốt núi tiền từ túi thiên hạ. Nên các đồng chí cũng chẳng từ một tội ác nào để mà dành cho bằng được. Có lẽ Tô Lâm không chùng tay mà quyết ra tay để đoạt được chiếc ghế có quyền lực số 1 trong đảng. Càng sớm càng tốt. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo.d với bản tin Ra tay hay chùng tay, Tô chỉ có 20 tháng để giải quyết sếp tổng. Chính trường hỗn loạn hiện nay là phiên bản của cướp chính quyền ngày xưa. Ngày 5 tháng 4 trên diễn đàn của VOA Tiếng Việt có bài bình luận Nguyên nhân chính trường Việt Nam hỗn loạn của luật sư Đặng Đình Mạnh. Tác giả cho hay lúc này công chúng choáng váng về hàng loạt tin đồn thật giả đầy hỗn loạn về các đảng viên cao cấp, như việc bạch hóa hồ sơ đảng viên cao cấp trót nhúng chàm vào tham ô, tham nhũng, hoặc tin đồn ướp mở về việc hủ hóa, hối mại quyền thế để tư lợi. Theo tác giả, tính từ sau thời điểm ông Trần Đại Quang từ trần
vào tháng 9 năm 2018 cho đến tháng 3 năm 2024 là chưa đầy 6 năm, lần lượt đã có 7 lần thay đổi nhân sự đối với chức vụ chủ tịch nước. Hình ảnh bài trên VOA. Tác giả đặt vấn đề tại sao và như thế nào lại có sự bất ổn chính trị lớn đến như vậy đối với một nền chính trị vốn thường xuyên hãnh diện về sự ổn định của mình. Tác giả phân tích, những đảng viên kỳ cựu, tiền nhiệm của ông Trọng đã đặt ra sự hạn chế tối đa 2 nhiệm kỳ đối với chức vụ tổng bí thư trong điều lệ đảng, để tránh sự chuyên quyền, độc đoán quyền lực trong đảng. Và sự hạn chế nhiệm kỳ này không đặt ra bất kỳ ngoại lệ nào cả. Tuy vậy, đến thời điểm ông Nguyễn Phú Trọng làm tổng bí thư, ông đã cho sửa điều lệ, bỏ sự hạn chế nhiệm kỳ, đặt ra ngoại lệ trường hợp đặc biệt và tiếp tục giữ chức vụ tổng bí thư với nhiệm kỳ thứ 3. Kể từ đó, bên cạnh các khủng hoảng chính trị mang tính truyền thống chưa thể giải quyết, thì ông Trọng đã làm phát sinh thêm sự khủng hoảng chính trị mới. Lần này là tính chính danh và hợp pháp đối với quyền lực của chính ông. Khi sự tấn phong chức vụ tổng bí thư nhiệm kỳ 3 không đến từ điều lệ đảng mà lại đến từ sự vi phạm điều lệ. Những lãnh đạo cấp cao của đảng dù nắm giữ quyền lực nhưng luôn đối diện với nguy cơ bị triệt hạ. Tác giả đánh giá điều này đã gây nên hậu quả rất nghiêm trọng về sự khủng hoảng điều lệ đảng đối với các đảng viên cao cấp đầy tham vọng trước cơ hội thay đổi nhân sự cho một nhiệm kỳ mới sắp diễn ra. Noi gương ông Trọng, các ứng viên tổng bí thư không ngồi yên chờ đợi sự phân công, sắp xếp nhân sự theo điều lệ đảng nữa, mà họ sớm ra tay triệt hạ những đối thủ tiềm tàng bằng mọi thủ đoạn trước kỳ đại hội. Như thế, cuộc bầu cử trong kỳ đại hội đảng sắp tới chẳng còn mấy ý nghĩa, có chăng chỉ là nhằm mục đích hợp thức hóa kết quả cho kẻ thắng trong cuộc tranh giành đó. Tác giả bình luận, ông Võ Văn Thưởng là nạn nhân mở màn cho cuộc tranh giành quyền lực đó. Các nạn nhân kế tiếp gồm những người có khả năng tranh chấp chiếc ghế tổng bí thư đầy quyền lực như ông Vương Đình Huệ, ông Phạm Minh Chính, bà Trương Thị Mai. Lần lượt từng người một đều bị tung tin đồn bê bối các loại, hoặc là hủ hóa với phụ nữ, hoặc là mua quan bán chức. Hình ảnh ông Tô Lâm, người đang giữ thế thượng phong hiện nay. Tác giả nhận định, với ông Tô Lâm, đối thủ chính trị của ông ấy không cần biết đến các tin đồn hoặc tìm tòi đâu xa xôi, vì hàng loạt sai phạm vi phạm pháp luật tây đinh của ông đã lộ lộ ngay trước mắt bàn dân thiên hạ, như tổ chức bắt cóc người từ Đức, từ Thái Lan, bất chấp luật pháp quốc tế, luật pháp quốc gia sở tại và chính luật pháp Việt Nam. Liên tục thay đổi những mẫu chứng minh nhân dân, căn cước, mẫu hộ chiếu gây phiền hà cho nhân dân, gây lây nhiễm dịch bệnh COVID-19 năm 2021, gây hao tổn ngân sách nhà nước, có lối sống xa hoa, ăn bò giác vàng, gây hình ảnh xấu trong nhân dân. Tác giả nhận xét, thế nhưng chưa một ai dám lên tiếng hoặc lưu hành tin đồn về ông Tô Lâm. Điều này cho thấy vị thế thượng phong của ông ấy trước các đối thủ chính trị. Tất cả đều vẽ nên bức tranh toàn cảnh như câu chuyện của lục súc tranh công, nhưng ở phiên bản tệ hơn là tranh chức vị. Tác giả cho rằng, chính trường hỗn loạn, sự thoáng đạt quyền lực bằng thủ đoạn hiện nay nhìn rộng ra chỉ đang lập ra phiên bản thoáng đạt quyền lực quốc gia từng có vào năm 1945. Dưới danh nghĩa cướp chính quyền, thời điểm đánh dấu sự chuyển giao quyền lực quốc gia theo cách đầy hoang dã trong một thế giới đang chuyển mình mạnh mẽ về phía văn minh, phía mà bầu cử tự do mới là cách để nắm giữ quyền lực quốc gia một cách chính danh. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo.d với bản tin Chính trường hỗn loạn hiện nay là phiên bản của cướp chính quyền ngày xưa. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết, cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của Thời báo.d để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ, Thời báo.d.